Đỗ sát cạnh là một chiếc Riva 76 Bahamas. Còn phía xa xa kia là chiếc Riva 110 Don Civita. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi rất vui lại được gặp lại mọi người. Hiện tại tôi đang ở bến du thuyền Monaco Yacht Club trong sự kiện Private Review của tập đoàn Ferretti tổ chức thường niên trước thềm triển lãm Cannes, du thuyền Cannes Yachting Festival 2019. Chắc hẳn tất cả các bạn đã quen với việc đánh giá hay review những du thuyền mang thương hiệu của Juno và chưa từng được xem những cái video đánh giá thương hiệu du thuyền của Ferretti. Thì ngày hôm nay tôi đang đứng ở đây với rất nhiều sản phẩm của tập đoàn Ferretti danh tiếng, và trong một trong những thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Ferretti có thể kể đến, đó là thương hiệu du thuyền Riva. Riva thì có thể nói là một cái dòng du thuyền rất là đặc biệt. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng hơn 100 năm. Và mọi người có thể thấy rằng là gì? Là cái mức độ nổi tiếng của Riva nó đã thành biểu tượng của ngành du thuyền thế giới. Đi đến bất kỳ đâu trên thế giới này, mọi người ghé vào các quầy lưu niệm ở các trung tâm thương mại hay là các khu phố thì đều có thể mua một cái mô hình du thuyền là bằng gỗ, bằng thép hay bằng nhôm hoặc là bằng composite để về làm kỷ niệm. Thì tất cả các mô hình đấy đều mang thương hiệu là Riva. Tại sao Riva lại là biểu tượng của ngành du thuyền thế giới? Thì xin thưa các bạn, đấy, ngoài cái việc là Riva có cái thiết kế rất là đặc trưng, rất là đặc biệt, thì cái tính sang trọng và tính biểu tượng của du thuyền Riva nó thể hiện lên qua từng chi tiết một. Từ những chiếc du thuyền rất là nhỏ, và đến bây giờ thì Riva có những chiếc du thuyền lớn hơn, có thể lên đến 100 hay 110 feet. Đấy, thì ngay sau lưng tôi đây là một chiếc La Riva 66 Rebel. Thì đây là một chiếc du thuyền thuộc vào hàng tầm trung của Riva, không phải là loại lớn nhất. Thì nó có chiều dài 66 feet và tốc độ thiết kế lên đến 37 hải lý trên giờ. Đấy. Thì từ xưa đến nay Riva tại sao nó là unique, nó là biểu tượng, nó là huyền thoại của ngành du thuyền? Bởi vì một điều rất đơn giản là Riva được thiết kế dành riêng cho những khách hàng đặc biệt. Và thường thường là gì? Là Riva chọn khách hàng chứ không phải là khách hàng chọn Riva. Và mọi người có thể thấy rằng gì? Là Riva thường được những ngôi sao điện ảnh trên thế giới sử dụng và giới cầu thủ sử dụng nhiều hơn là giới doanh nhân. Và tiếp ngay sau đây thì tôi muốn đưa mọi người xuống tham quan chiếc Riva Rebel 66. Xin mời tất cả mọi người. Đối với những video đánh giá du thuyền khác thì không phải bản thân tôi đâu, và tất cả những người đánh giá trên thế giới này đều đi theo hướng là đi từ ngoài vào trong. Tuy nhiên là hôm nay tôi muốn làm nên sự khác biệt một chút, là tôi sẽ đánh giá từ bên trong ra bên ngoài. Và mọi người có thể thấy đây là không gian phòng khách chính của chiếc Riva 66 Rebel. Không thể nói gì hơn, thực sự là nó quá đẹp. Đẹp đến từng chi tiết. Và gần như tất cả các cái chi tiết của nội thất của Riva đều có biểu tượng của Riva. Biểu tượng của Riva. Mọi người có thể thấy. Và toàn bộ nội thất ra từ phòng khách đến phòng ngủ bên trong, đó mọi người sẽ xem, thì đều được sử dụng chất liệu da cao cấp. Và đây là chính là da để dùng chung với lại da nội thất của siêu xe Ferrari. Vâng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người từng không gian một. Thì đây là không gian phòng khách, mọi người biết rồi, để có đầy đủ tủ lạnh và trang thiết bị. Và đây chính là chỗ mở tivi. Vâng.
Ở đây là một không gian rất là tuyệt vời dành cho những người có thể thích cảm giác lái. Màn hình cần điều khiển vô lăng, mọi người có thấy không ạ? Arriva được thiết kế đẹp từng mm, và ngay cả một chiếc vô lăng thôi mọi người có thể thấy là nó rất đẹp, rất tinh tế. Đấy. Và mọi chi tiết ở trên bảng điều khiển thì tôi có thể nói rằng là không có gì có thể đẹp hơn. Và đây là cần số. Đấy. Đây là cần joystick điều khiển máy. Và thay màn hình điều khiển thì thay vì hệ thống của Raymarine thì đa số các cái du thuyền của Riva thì đều được trang bị hệ thống điều khiển của Simrad. Bên này mọi người có thể thấy đây là hải đồ điện tử và màn hình điều khiển hiển thị toàn bộ thông số máy và các trang thiết bị. Ở phía bên này để thuận lợi cho trong việc điều khiển du thuyền Riva thì ngay bên tay trái từ đây là một cái sơ đồ điều khiển toàn bộ hệ thống của du thuyền. Trên đó là coi là có tất cả các cái thông số chung đấy, hệ thống nhiên liệu đấy, rồi là những hệ thống chính. Khi mà thiết bị ở trên thuyền có vấn đề thì coi như là sẽ các đèn hiển thị sẽ báo để thuyền trưởng biết được là hệ thống nào, thiết bị nào có vấn đề. Thế tôi lấy ví dụ rất đơn giản thôi, là đây là đèn xanh đang báo là hệ thống tòi neo đang được thả. Đấy. Hay là hệ thống bơm la canh thì đang hoạt động vì hiện tại là du thuyền đang nằm ở bến. Như tôi đã giới thiệu trước đó thì trong tất cả các dòng du thuyền thì Riva là dòng du thuyền đặc biệt nhất, và nó chỉ dành cho các minh tinh màn bạc hoặc là các cầu thủ nổi tiếng. Và vì sao lại thế? Thì xin thưa với tất cả mọi người là cái ngôn ngữ thiết kế của Riva nó rất đặc biệt. Hầu như tất cả các loại du thuyền khác thì có thể là du thuyền thể thao này, hay là du thuyền lái nóc này, hay là du thuyền giải trí này, thì đều thiết kế cho mục đích gì là tiệc tùng, có thể tổ chức tiệc tùng ở trên du thuyền. Nhưng mà riêng Riva thì xin thưa là không. Trên mỗi chiếc Riva thì thông thường là gì, là sẽ không được thiết kế để tổ chức tiệc tùng đông người, bởi vì mỗi chiếc đều được thiết kế một hương vị rất riêng, rất đặc biệt dành cho chủ nhân. Và khi chúng ta tổ chức tiệc tùng đông người thì nó sẽ bị lẫn hương vị, đúng không ạ, lẫn mùi, đúng không ạ. Bây giờ thì tôi xin mời tất cả các bạn sẽ vào tham quan cái không gian bên trong, tức là không gian nội thất phòng ngủ của chiếc Riva Rebel này. Xin mời theo tôi. Ngay sau khi mà tôi bước vào cái không gian nội thất của chiếc Riva Rebel này thì cái cảm giác đầu tiên đó là cái sự tinh khiết sảng khoái. Có lẽ là do cái thứ nhất là hệ thống điều hòa làm mát của du thuyền, cái thứ hai là cái mùi vị riêng của Riva, cái hương vị riêng của Riva dành cho chủ nhân. Vâng, xin giới thiệu với mọi người, đây là không gian phòng ngủ chính của Riva Rebel. Cảm giác của tôi lúc này là tôi muốn được lên đây nằm ngủ một lúc. Ở trong này có không gian cũng khá là rộng và có cũng đầy đủ các trang thiết bị. Và mọi người có thể là tham quan cái không gian đầu tiên ở trong phòng ngủ này. Đó là không gian nhà vệ sinh. Tiếp đến là tủ quần áo. Và cánh tủ vừa được thiết kế vừa là cánh tủ mà cũng vừa là một tấm gương lớn luôn. Từng chi tiết nội thất đều được coi là trau chuốt đến tỉ mỉ. Mọi người có thể để ý này, từng cái đường khâu mũi chỉ. Rất là đẹp đúng không?
Tiếp theo là không gian bếp, một không gian quen thuộc của các bạn nội trợ. Tuy nhiên ở dưới du thuyền Riva thì không gian này đã được thiết kế một cách rất là tinh tế và trang nhã, rất đẹp đúng không ạ? Có lò vi sóng này, có bếp từ và có đầy đủ trang thiết bị bao gồm máy rửa chén bát, máy sấy chén bát. Và ngay tại đây thì có một chiếc tủ lạnh lớn để dùng để chứa thực phẩm. Và phía trên cao là toàn bộ hệ thống hộc để đồ, chén, bát, đĩa, gia vị dành cho không gian bếp. Ở ngay đối diện với khu vực bếp là một không gian nhà vệ sinh nữa. Thì không gian nhà vệ sinh này là không gian công cộng để dành cho khách lên thuyền. Tiếp theo xin mời mọi người đến tham quan một cái không gian rất đặc biệt. Vâng, đây là không gian phòng ngủ lớn để vừa lấy mọi người ra tham quan cái phòng ngủ phía mũi. Đây là phòng ngủ lớn dành cho chủ nhân. Thì cái thiết kế mọi người thấy phải thấy là rất khác biệt đúng không ạ? Ở trong này có đầy đủ các trang thiết bị, hệ thống tủ, bàn làm việc, bàn trang điểm, có tivi, có tủ để đồ và tủ thay quần áo. Đây là tủ quần áo, tivi. Ở bên này có một chiếc tủ quần áo nữa. Và đây là không gian bàn trang điểm kiêm bàn làm việc của chủ nhân. Ở dưới có đầy đủ các trang thiết bị. Và một điều đặc biệt là mọi người có thể thấy là tất cả các chi tiết ở trên trong phòng này thì có quá lửa đã được trang bị bằng da. Mọi người thấy thế, mặt bàn cũng được coi như là gắn da rất là sang trọng. Và hai bên cửa sổ view ra bên ngoài rất là lớn, chiếm hết không gian chiều dài của phòng. Mọi người có để ý không ạ? Trước đó tôi đã từng nói rồi đúng không ạ? Thì trên mỗi du thuyền Riva thì đều có một cái mùi hương riêng rất đặc biệt. Thì khi vừa bước xuống không gian nội thất thì tôi có một cảm giác là cái không khí nó rất là trong lành, rất là êm dịu và cảm thấy người mình thật là sảng khoái. Thì hóa ra là đây là nguyên nhân. Và xin thưa với mọi người, đây là trên chiếc Riva này thì chủ nhân là trang bị một cái mùi hương rất đặc biệt, đấy là mùi của trầm hương. Và vào đây thì tôi mới phát hiện ra. Cùng với không gian của phòng ngủ chính này, hay gọi là master cabin này, thì có một ngay bên ngoài đây thì có một cái nhà vệ sinh. Rồi, mọi người có thể tham quan không gian nhà vệ sinh. Có được trang bị hai lớp cửa, một lớp cửa chính bằng một lớp cửa bằng kính và một lớp cửa bằng gỗ. Ở nhà vệ sinh này chia ra làm 3 buồng. Nó có buồng tắm, một buồng vệ sinh, lavabo. Tiếp theo tôi muốn được giới thiệu với mọi người
Mà không gian cuối cùng ở trong khu vực nội thất của du thuyền River Rebel thì phòng có hai giường đôi. Đây là cái phòng ngủ thứ ba. Đây có thể là làm vừa làm phòng khách và vừa làm phòng cho trẻ em. Một không gian tiếp theo nữa mà không thể bỏ qua được, đó là cái tầng lái nóc, hay được gọi là tầng thứ hai. Thì tôi muốn mời mọi người lên tham quan. Xin mời mọi người. Đây là một không gian mà tôi thích nhất ở trên du thuyền, là trừ không gian phòng ngủ ra, thì ở cái tầng lái nóc này ấy, thì khi mà muốn điều khiển du thuyền thì thường thường là tôi sẽ chuyển chế độ từ giữa buồng lái trung tâm mà lên điều khiển ở trên này. Thì ở đây ở trên này thì tôi có thể là quan sát, chúng ta có thể quan sát được cái toàn cảnh ở phía trước, và đặc biệt là tiếp xúc trực tiếp với lại thiên nhiên, với lại gió trời. Thì ngay phía trước chúng ta đây thì có mũi, trên phần mũi của du thuyền thì có được trang bị một cái sàn tắm nắng ở phía mũi. Ở trên này thì cũng được trang bị coi như một sàn tắm nắng ở ngay phía sau đây, và hai ghế ngồi. Thì toàn bộ không gian này cũng có thể là dành cho được từ 7 đến 8 người. Thế còn hệ thống lái ở trên này thì được thiết kế tinh gọn hơn, nhỏ hơn so với bên dưới. Tuy nhiên là cũng đầy đủ các chức năng như ở bên dưới. Chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển du thuyền ở trên này giống như điều khiển ở bên dưới. Và thì mọi người để ý không, ở dưới kia thì vô lăng được thiết kế màu xanh, nhưng mà lên trên này được thiết kế màu sữa. Và cái điều đặc biệt là gì? Là toàn bộ những cái vật liệu để thiết kế ở trên này thì đều mà có cái tính năng là chịu được thời tiết, chịu thời tiết. Ở ngay bên tay trái của tôi mọi người có thể thấy đúng không ạ? Đỗ sát cạnh là một chiếc Riva 76 Bahamas. Còn phía xa xa kia là chiếc Riva 110 Don Cevita. Đấy, là siêu phẩm Riva. Và chúng tôi cũng rất là mong là một ngày không xa thì trên vùng nước, trên vùng biển của Việt Nam sẽ sớm xuất hiện những chiếc du thuyền Riva của tập đoàn Hyatt.